Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử MC Nguyễn Khắc Nguyện, MC kiêm giám đốc ACB. Với lối dẫn chương trình tự tin, chủ động, biết cách dẫn dắt người khác vào câu chuyện, cùng với khả năng nắm bắt tâm lý khán giả tốt, MC Khắc Nguyện xứng đáng trở thành nam MC chuyên nghiệp. Mặc dù đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Nguyễn Khắc Nguyện quyết định từ bỏ làm MC, trở thành giám đốc ngân hàng ACB. Nguyễn Khắc Nguyện là ai? Tên thật: Nguyễn Khắc Nguyện. Năm sinh: 13 tháng 10 năm 1980. Quê quán: Bạc Liêu. Nơi sinh sống: Hà Nội. Nghề nghiệp: MC, nhân viên ngân hàng. Nguyễn Khắc Nguyện sở hữu một nền tảng kiến thức vô cùng phong phú. Anh từng là du học sinh từ Úc trở về. Khắc Nguyện lựa chọn cho mình nhiều công việc như làm nhân viên ngân hàng, giảng viên đại học. Và chỉ khi trở thành MC, dẫn chương trình cho VTV thì anh mới được nhiều người quan tâm đến. Từ bỏ đam mê quay về làm văn phòng của Nguyễn Khắc Nguyện. Sau khi kết thúc đêm dẫn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, nam MC điển trai này bất ngờ biến mất bí ẩn. Một thời gian dài không thấy hình bóng anh trên những talk show, chương trình truyền hình. Biến mất trên đỉnh cao sự nghiệp, làm MC dẫn chương trình của mình. Khắc Nguyện bất ngờ xuất hiện với vai trò là giám đốc khối quản trị nguồn nhân lực ngân hàng ACB. Quyết định dừng lại công việc MC khi đang trong thời điểm hoàng kim. Điều này đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, năm 2018 anh trở lại với vai trò ông mối mắt tay của chương trình truyền hình thực tế, Người Được Chọn. Chương trình được phát sóng trên VTV6 và VTV1. Tính đến thời gian hiện tại, anh không còn tham gia bất cứ chương trình truyền hình nào. Anh tập trung vào công việc tại ngân hàng ACB của mình. Thông tin đời tư của anh hầu như không được tiết lộ trên bất kỳ trang báo điện tử nào. Nền tảng kiến thức và ngôn ngữ của Nguyễn Khắc Nguyện. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài gây ấn tượng cho đối phương, MC Khắc Nguyện còn là một học sinh vô cùng xuất sắc. Anh có 2 bằng cử nhân và 1 bằng thạc sĩ nước ngoài. Năm 1991, Nguyễn Khắc Nguyện nhận giấy chứng nhận hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo người dẫn chương trình Nhà văn hóa thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu năm 2001. Năm 2002, Nguyễn Khắc Nguyện tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành cử nhân kinh tế, chuyên ngành tài chính tiền tệ, ngân hàng. Anh xuất sắc nhận bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế, Đại học Kỹ thuật Curtin Australia vào năm 2005. Trải qua 2 năm du học và học tập chuyên ngành tại Úc, anh có thể nói thông thạo và dẫn chương trình song song tiếng Việt và tiếng Anh. Trước khi trở thành MC dẫn nhiều chương trình nổi tiếng, Khắc Nguyện đã có từng thời gian làm một nhân viên ngân hàng ngay sau khi anh du học từ Úc trở về. Con đường sự nghiệp của Nguyễn Khắc Nguyện. Nhận ra được niềm đam mê với nghệ thuật cộng thêm năng khiếu dẫn chuyện trước đám đông, chàng MC điển trai này quyết định từ bỏ công việc văn phòng để trở thành người dẫn chương trình. Từng trải qua lớp đào tạo người dẫn chương trình, khả năng giao tiếp song ngữ và ngoại hình điển trai cùng phong cách dẫn hài hước tự tin, chủ động, chắc chắn anh nhanh chóng ghi dấu ấn đến với khán giả qua những talk show truyền hình trên VTV. Những chương trình lễ hội từ Bắc vào Nam đều mời anh về làm MC. Hội tụ đầy đủ nhan sắc, kiến thức, ngôn ngữ, giọng nói truyền cảm hứng, MC Khắc Nguyện được đánh giá là một MC chuyên nghiệp. Với những ưu điểm nổi bật, anh được mời về dẫn cho nhiều chương trình nổi tiếng. Điển hình như Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu Hoàng vũ 2008, Hoa hậu Việt Nam 2014. Mặc dù là một MC chuyên nghiệp, nhưng tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014, nam MC đã tạo nên nhiều luồng gió trái chiều khi dẫn dắt chương trình cùng với Hoa hậu Jennifer Phạm. Anh bị chê trách dẫn không có duyên, quá tự tin và câu giờ. Nhưng nhìn lại tổng thể, anh nắm quyền kiểm soát tình huống khá tốt, xử lý khéo léo các sự cố không đáng có trong buổi chương trình. Vào thời khắc Hoa hậu đăng quang, nam MC đã khéo léo hướng dẫn cho tân Hoa hậu và lễ tân đứng vào vị trí khi tất cả đang bối rối và lúng túng. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.